Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là về vấn đề an sinh xã hội, bám sát và cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy đảng và tình hình thực tế của địa phương có tác động và mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Đà ở xã Nguyên Dương, huyện Khoai Châu đều đã già yếu, không có lương hưu, cuộc sống chỉ trông chờ vào quầy bán rau nhỏ, tiền lãi chẳng được là bao. Nhưng rất may là mấy năm gần đây, ông và bà đều được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh nên đã bớt khó khăn. Tôi được hưởng cái trợ cấp của tỉnh là mỗi một tháng là 135.000 chế độ bảo hiểm y tế. Nhà tôi thì cũng đang hưởng cái bảo hiểm y tế của người cao tuổi, được sự quan tâm của tỉnh. Chúng tôi cũng yên tâm, đời sống thì nó ổn định, không khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành 10 nghị quyết về công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp tới người dân. Các nghị quyết này đều có những quan tâm mở rộng đối tượng, hỗ trợ và mức hỗ trợ cao hơn so với các tỉnh thành trong toàn quốc. Ví dụ, như hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, các đối tượng chức sắc tôn giáo trợ cấp cho người từ 75 đến dưới 80 tuổi. Qua đó, nhận được sự đồng thuận cao, góp phần cải thiện đời sống người dân. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có gần 58.000 học sinh được miễn giảm học phí, trên 15.000 người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trên 650.000 người được ngân sách hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế, gần 3.000 trường hợp được hỗ trợ hỏa táng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã đều chăm lo đến người cao tuổi. Đặc biệt vừa qua là theo nghị quyết 275, xã đã lập đầy đủ danh sách và cũng làm đầy đủ hồ sơ cho các đối tượng. Xã bây giờ là có 380 đối tượng đang hưởng cái trợ cấp từ ngân sách của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành rất nhiều cái nghị quyết rất là thiết thực, rất là phù hợp và tạo ra một cái nền tảng xã hội nó ổn định để giúp cho người dân yên tâm tin tưởng vào đường lối của Đảng rồi chính sách pháp luật của nhà nước. Từ những cái chính sách đấy thì cũng tác động đến cuộc sống người dân. Tôi nói ví dụ như là năm 2019 thì đối với Khoai Châu tỷ lệ hộ nghèo còn 1,98. Thế nhưng mà đến năm 2020 vừa rồi tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38, giảm rất là sâu. Thực tế cho thấy cơ bản các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sau khi ban hành có tính khả thi cao, đã có tác động tích cực mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, tạo tiền đề để Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy ban hành các nghị quyết hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.